Nare mechi. Dạ. Em mời chị ngồi. Trước tiên thì em gảy cái micro cho chị xíu ha. Lời đầu tiên thì Thành Nguyên mến chào chị đã đến với kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay không biết là chị từ đâu tới này, bởi vì trước khi bước vào đây em thấy các chị hộ tống chị rất là nhiều, thì không biết là mỗi mình chị đi hay là chị đi cùng với các chị ở đây. Chị đi, chị đến trước tiên là chị chào em. Dạ. Chào cộng đồng mạng, trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước, một lời chào thân thương. Dạ. Yeah. Chị đến từ Vũng Tàu. Ồ, từ Vũng Tàu á hả? Năm nay chị 59 tuổi. Dạ. Yeah. Chị đi là, nói chung là chị cũng, hồi giờ chị cũng chưa có dự định là mình, để mình đi đến đây. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại vì có một cái động lực là bạn bè. Dạ. Yeah. Với bạn bè á, cái mấy bạn bè nói là, thôi á, chị sống đơn thân mình cũng cảm thấy cũng hơi buồn. Bạn bè thì có đôi có cặp, còn chị thì cũng có một mình. Dạ. Nên là bạn bè mới nói thôi để bạn Phương á. Dạ. Nói thôi để em đăng ký chương trình cho chị. Cái tự tự bạn á đăng ký rồi cái cho chị hay. Cho nên là chị đi á, bốn bạn gái với một người bạn chồng của Phương á. Ừ. Đi làm tài xế. Là thành năm người, là sáu người. Là năm người phụ nữ. Năm người phụ nữ đi ủng hộ chị. Một người đàn ông. Một người đàn ông với ông xã của bạn chị là anh Phương. Dạ. Là ủng hộ chị. Dạ. Động viên bạn bè, ai cũng động viên chị đi đó. Vâng, không nghĩ là đây cho Thành Nguyên quay qua các chị chút xíu nào. Bạn bè chị đi. Phương ơi. Dạ. Thấy các chị nhiệt tình quá. Dạ. Trước tiên thì chị giới thiệu cho em chút xíu này về họ tên đầy đủ, tuổi và công việc ha chị ha. Họ tên của chị là Nguyễn Thị Trinh, năm nay chị 59 tuổi, đến từ thành phố Vũng Tàu. Dạ, Nguyễn Thị Trinh. Dạ, 59 tuổi đến từ Vũng Tàu. Dạ. Không biết là khi chị Trinh đi đến đây thì ngoài các bạn của chị ra thì người thân hay là con cái có ai biết và ủng hộ chị không? Biết, con cũng biết, thì con cũng ủng hộ. Ừ. Chỉ có hai đứa con gái tới nhà hết rồi. Dạ. Dạ. Không biết là chị Trinh bây giờ công việc là đang làm gì chị ha? Chị thì đi buôn bán. Dạ. Bán ngoài chợ á. Ừ. Công việc chính là buôn bán gì chị? Chị buôn bán đồ lót. Ừ. Nói chung là đồ về phụ nữ thôi đúng không? Dạ. Thôi cái đó thì em biết vậy thôi chứ em cũng không có hỏi sâu thêm nữa. Dạ. Vâng. Về cái nguồn thu nhập thì chắc là nó cũng ổn định hả chị? Dạ, cũng ổn định. Ừ. Rồi chị Trinh giới thiệu sơ qua cho em chút xíu về tình trạng hôn nhân nè. Tình cảm hôn nhân chị với ông xã cũng thôi cũng nhiều năm rồi. Nói chung là cũng không cùng chung tiếng nói cho nên là thôi nhau cũng khoảng hai mấy năm. Ừ, hai mươi mấy năm rồi à? Dạ. Dạ. Rồi trong cái khoảng thời gian đó thì chị Trinh có tìm hiểu một ai khác không? Cũng có nhưng mà nói chung là cũng không có hợp thì chia tay. Ừ. Cho tới bây giờ là tới chị giờ là chị có mình. Chị ở một mình như vậy là được bao nhiêu năm rồi? Cũng nhiều năm à. Cũng nhiều năm không nhớ nữa nè. Dạ. Rồi sau khi chị đến với chương trình này là chị xem chương trình của em hay là các bạn của chị xem? Các bạn của chị xem, rồi các bạn cũng nói với chị, cái chị cũng để ý, chị cũng xem chương trình của em. Dạ. Thấy cũng có ý nghĩa. Dạ. Cũng thấy cũng hay. Dạ. Cho nên là cũng có thể các bạn động viên chị, yeah. Chị thấy vậy cũng là một cái điều tốt, yeah. Cho nên là chị cũng muốn đến đây để nhờ em, yeah. Kiếm một nửa còn lại. Dạ. Trước khi đi tới đây thì chị có suy nghĩ gì nhiều không, rồi hay là có hồi hộp gì không? Cũng hồi hộp, cũng suy nghĩ. Ừ. Dạ. Biết bến đỗ mình nằm ở đâu. Dạ. Dạ thì biết đâu được sau chương trình này thì chị sẽ biết nó nằm đâu. Dạ. Dạ. Nói chung là những cái gì mà sơ yếu lý lịch tích ngang của chị đó thì em cũng đã biết rồi.
Còn hôm nay chị chia sẻ cho em xíu là về cái mục đích chị tới với chương trình của em là chị muốn bày tỏ điều gì nè? Như là chị muốn bày tỏ là muốn gặp một người như lớn tuổi hơn chị vài tuổi vậy đó, hoặc là nhỏ tuổi hơn vài tuổi cũng được, mà kiểu biết quan tâm tới vợ con, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dạ. Nói chung là như vậy chứ cũng. À, năm nay là chị 58. 59. À 59. Thì người đàn ông đó ít hơn có thể 1-2 tuổi. Đúng. Và nhiều hơn cũng 1-2 tuổi thế hả? Còn nhiều hơn nữa thì sao? Cũng được. Cũng được đúng không? Nếu mà hợp thì cũng có thể. Nhiều hơn là trong độ tuổi cũng nào đổ lại? 5-7 tuổi cũng được. 5-7 tuổi cũng được ha. Dạ. Bởi vì em hỏi những cái vấn đề như vậy là nhiều khi có các anh, các chú nào khoảng 70 hơn 70 muốn kết nối với chị thì người ta cũng biết để mà lượng sức. Dạ. Dạ vâng. Chỉ có cái mong muốn gì đó về hình thức cũng như về công việc của người đàn ông đó? Thì nói chung là cũng không đòi hỏi gì cao, bây giờ ai cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Ví dụ bên đó có công việc ổn định, chị cũng ổn định thì sống bên nào cũng được. Dạ. Chị cũng không đòi hỏi gì. Dạ. Đơn giản thôi. Dạ. Không đòi hỏi gì có nghĩa là không có công việc cũng được ha? Có công việc. Cũng phải có chứ đúng không? Dạ. Có để mà hai bên cùng sống với nhau. Đúng rồi. Ví dụ anh bên kia có điều kiện thì chị về sống bên kia cũng được. Dạ. Chị thì ví dụ ảnh muốn sống bên chị cũng được. Ừ. Nói vậy. À có nghĩa là... Nhưng mà cũng phải có điều kiện chút. Ví dụ có làm để thu nhập đó. Dạ. Bên sống với nhau cũng được. Dạ. Nói chung là... cũng phải có công việc và phải có đúng. Nhà cửa này kia để đừng có ai là gánh nặng của ai ha chị ha. À, đúng. Dạ. Ừ. Chứ về mà làm gánh nặng cho nhau nữa thì về thôi thả ở vậy cho nó xong. Dạ. Dạ. Còn về hình thức của người đàn ông đó thì chị mong muốn như thế nào nè? Mong muốn hình thức là em hỏi sao? Là về cái ngoại hình đó. À, ngoại hình to cao đi, đừng nhỏ nhắn quá cũng không được. Nhỏ nhắn quá bắt công chuyện hiếp. Ít ra cũng phải bằng chị trên đổ lên ha. Dạ. Mạnh mẽ một tí. Dạ. Mạnh mẽ ở đây có nghĩa là phải tỏ ra đàn ông một xíu ha. Đúng. Đừng có ẻo ẻo ẻo. Dạ. Em hỏi cái câu này xíu này. Nếu như trường hợp như người đàn ông đó mà đang sống với con thì có... chị có thấy vướng bận hay là có gì đó lấn cấn không? Sống với con hả? Sống với con thì cũng được, nhưng mà mình sợ con bên đó thôi. Ừ. Còn nếu như mà bên đó không có con thì cũng tốt. Dạ, không có thì tốt hơn. Nhưng mà bên chị có con thì như nó ra ở riêng hết rồi. Dạ. Ở chung. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ cái độ tuổi mà như chị yêu cầu đó thì thường đa phần là các con này kia cũng lớn mà cũng thành đạt hết rồi. Dạ. Chứ đâu có một khoảng 6 mấy mà nó có bé nhỏ nữa. Dạ. Chị Trinh có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào, chị chia sẻ em xíu nào. Chị điểm mạnh là cũng mạnh mẽ lắm. Mà thì hòa đồng, sống vui vẻ hòa đồng. Dạ. Có vậy. Có vậy thế hả? Còn điểm yếu sao? Có. Điểm yếu hả? Miếu cũng hay xúc động. À. Ai nói gì cũng hay xúc động. Dạ. Ai nói gì mà cảm động mình cũng xúc động. Ừ. Tại mình một tí á. Dạ. Vâng. Thì nói chung là những cái gì cần hỏi á thì em cũng đã hỏi đây. Những cái tâm tư, những tình cảm của chị thì chị cũng đã gửi gắm đây rồi. Thì sau ngày hôm nay em sẽ đăng tải cái video này lên. Rồi việc còn lại thì mình chờ thôi. Dạ, chờ các anh tới rồi em sắp lịch. Dạ. Dạ. Theo như chị Trinh thấy thì bây giờ cho em hỏi nha. Bây giờ chị tự đánh giá chị một xíu ha. Chị thấy chị có phải là người khó tính không? Chị hả? Ừ. Nói tóm lại là chị cũng khó tính nhưng mà hiểu thì cũng dễ tính chứ. Dạ. Cũng phải có nguyên tắc một chút. Dạ. Thôi. Chứ còn khó thì cũng khó quá. Ừ. Có khó thì nó nằm trong cái khuôn khổ thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ cũng không phải là mình cái gì mình cũng khó. Tí xíu chứ khó quá cũng đâu có được. Dạ.
Nói chung là về các chị đó thì em hỏi kỹ hơn các anh chút xíu. Dạ, để cho các anh nhiều khi biết tính cách của mình như thế nào đó, thì các anh còn biết để mà sắp xếp, dạ, lựa chọn. Dạ. Thì cuối chương trình thì chị Tinh có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh cũng như là các cô chú anh chị đang xem đây một vài điều gì không? Có. Như là cuối chương trình thì chị cũng cảm ơn em. Dạ. Cũng xin chào cộng đồng mạng đang xem trong và ngoài nước. Nếu như những người nào mà hiện đang còn đơn thân, đơn phương như chị, thì nam nữ thì hãy mạnh dạn đến đây để mà gặp Thành Nguyên, để kết nối yêu thương trong mảnh nửa đời còn lại. Dạ. Nó vui vẻ, sống vui vẻ là cái tuổi già mình thôi. Dạ. Thì chị xin cảm ơn tất cả mọi người, và sẵn đây cảm ơn bạn của chị luôn đã ủng hộ chị, với cảm ơn cộng đồng mạng đang xem chương trình. Dạ. Dạ, vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, đó, kính thưa quý vị, thì những gì chị Trinh chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe phải không ạ? Còn sau ngày hôm nay, Thành Nguyên sẽ đăng tải cái video này lên, rồi gửi tới cho các anh nói riêng, cũng như là các cô chú, anh chị và các bạn đang xem đây nói chung. Thì những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Và bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin tạm dừng video tại đây. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành và dõi theo Thành Nguyên từ đầu clip tới bây giờ. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi ok chị Tinh ha. Chào. Rồi có gì thì có gì thì em sẽ thông tin cho chị hay. Dạ dạ dạ. Để hôm nay để em quay qua các chị ấy nào, thấy các chị đây là bạn bè của các mình, các chị đi sang đây ngồi cho em ngồi đi, chị ngồi. Hỏi thăm chút xíu nào. Phương ơi. Yeah. Phương. Phương đã ngồi cho vui. Phương sang đây. Đây là Phương, em ơi. Dạ, chào chị, chào cô. Phương. Chào Thành Nguyên. Dạ. Sĩ Thành Nguyên. Dạ. Nãy cay quá, cay. Các chị thường thường thì xem ca nhạc thì xem những bài nào của em? Bài nào cũng xem hết. Bài nào cũng xem hả? Chị Tinh cho em nhờ cái micro xíu nè. Dạ, ok. Rồi, đấy ha. Dạ, rồi các chị cầm đây nói cho em tí nè. Nguyễn nói đi, Nguyễn. Đấy. Dạ, nói đi. Nhiều đó, ca sĩ nhiều đó, nói đi. Hà nói đi. Tại vì thì mới nghe hồi nãy thì các chị ấn tượng bài nào nhất của em nào? Gian dối hả? Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nữa, đúng không? Dạ. Nguyên ca đây cho mấy chị nghe bản. Dạ, bài gì chị? Bài rồi đó. Em mới hát bản đó, em hát gian dối. Thôi vậy em hát nha. Em hát à? Đang quay hả? Không, chỉ quay trong... Không, mấy chị đang quay dạ. Đang nhìn nhà rồi. Em hát đi. Rồi em hát nha. Rồi em hát đi. Em hát thiệt ạ? Hát thiệt. Dạ. Em hát thiệt đi. Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nợ, hai hướng đời mình cúi mặt làm ngơ. Nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ. Đường dĩ vãng vẫn còn ôm nhung nhớ. Sao em nỡ đành quay mặt ơ thở, để tình ta như giấc mơ. Thôi từng đó thế ha. Vỗ tay, vỗ tay. Thành Nguyên ơi, ca có cái bản nhạc chế bữa Thành Nguyên đi với chứng vị ca bản nhạc chế đó. Nhạc chế là bản gì? Cái bản đi tiếng Vĩ mà đang qua phà đó. Phà hát bản gì? Đang chỉ nhớ cái câu thôi. Chỉ nhớ cái câu được rồi. Bản nhạc chế vậy mà Audi. À. Cô Thành Nguyên thì cũng hay đi chứ tiếng Vĩ nè. Dạ, nè. Tụi em là cùng một group mà. À. Cùng một nhóm. Rồi đâu có dạ. Nhạc chế. Nhạc chế hả? Nhạc chế thì bữa đi chung xuống phà. Dạ, thì đây là mình hát vui thôi nha. Chứ nhạc sĩ mà nghe là người ta la. Dạ. Người ta bỏ tâm huyết ra để sáng tác một bài mà mình chế tùm lum tả la là người ta buồn lắm. Dạ. Thôi thì các chị yêu cầu thì em cũng thể hiện khúc ha. Nhà em có Audi dừng trước ngõ, hàng rào toàn là miệng chai, coi cho lái ai dám vào.
Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thắp, cướp giật thường vào ra. Tuổi em giống như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh chỉ có xe thô, lúc mòn phanh không có nên buộc vòng răng co. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh mong. Đôi khi muốn lẹn vào nhà em, thấy đời mình nhỏ nhói, nghĩ rồi không dám vào. Chiều nay được tin nàng cưới hỏi, một thằng giàu sang sứt mũi nhưng lại lắm vàng. Còn anh sống cuộc đời nhà binh, cơm ăn ngày hai chén em không đành thì xa thôi. cảm ơn các chị rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ thì em cũng xin kết thúc video nha.